Hai các bạn, sáng nay chủ nhật mình đến chợ phiên được vườn Tassit tổ chức lần đầu tiên tại Houston ở gần khu vực Bel Air. Thì theo thông báo thì mình thấy chợ phiên nói là sẽ bắt đầu từ 9:30 sáng cho tới 2:30 chiều. Do lưu bu công việc thành ra là mãi đến gần 11 giờ trưa mình mới đến nơi. Và trên đường đi các bạn biết không, mình xem livestream của anh chị ở trong nhóm vườn Việt Tassit về livestream về cái buổi chợ phiên. Mình xem livestream mà mình kiểu như hào hứng kinh khủng khiếp, mong ông xã chạy xe nhanh nhanh để mình đến được chợ phiên để mà nhìn ngắm cũng như là có thể mua được những đồ vật, những thức ăn cũng như những cây cối mà mình yêu thích ở đây. Và nãy giờ cũng như các bạn thấy đó, khi mà mình đi từ xa đã nghe tiếng nhộn nhịp nói chuyện, coi hàng rồi chào đón với nhau, giống như là cái không khí mà một buổi chợ sớm ở Việt Nam vậy, phải không các bạn? Đó, thì đầu cái đoạn đường này á, thì cái sạp đầu tiên mình thấy họ bán áo dài nè, cũng đang được rất là nhiều mọi người lại xem và lựa chọn. Phía bên trong là họ bán mật ong cũng như là các loại dưa chua đó. Còn kế bên đây là nguyên một xe tải cây ăn trái quá trời luôn. Mình đang muốn mua lại một cây cốc thái nhỏ các bạn. Các bạn nhớ lúc trước mình có một cây cốc thái quá trời to không? Đó, bây giờ mình biết cũng như cái tầm quan trọng của những cái vitamin C từ trái cây với các bạn. Thành ra mình muốn mua lại một cây cốc thái nhỏ mà chưa có dịp lựa. Chắc hôm nay mình sẽ lựa một cây ở trong chiếc xe tải này. Trời ơi, ở đây hả, cây cốc nào cây cốc nấy trái chùm chùm, các bạn thấy đã không? Ở phía bên đây là cây hồng mềm, trái hình trái tim rất là dễ thương luôn. Đó, trên cây đang có hai trái. Lúc mà một người bạn của mình nó hỏi mua cái cây hồng mềm này, hình như là giá 55 hay 60 đồng cho một cây á, giá cũng mềm lắm các bạn. Đó, để một lát mình sẽ quay lại cái xe bán cây ăn trái sau ha. Bây giờ mình đi dạo một vòng thử coi chợ phiên lần đầu tiên mở ở Houston có những gì nha các bạn. Sạp này là hình như là bán những cái vật dụng để trang trí trong vườn tược, cũng như là những cái vật dụng mình trồng bonsai mình có thể đặt lên để mình trang trí kế bên cho nó thêm sinh động đó các bạn. Nhìn cưng quá ha. Kế bên nữa là một tiệm áo dài khác, đủ thứ màu sắc cũng như là kiểu dáng luôn các bạn. Cái đợt vừa rồi mình về Việt Nam á, đi coi để mua áo dài á, thì mình thấy sao mà những người bán áo dài này họ bán áo dài ở đây với giá rất là mềm ha. Khi mà mình về Việt Nam những bộ này á, mình mua là nó cũng tương đương với giá bán ở bên đây rồi các bạn. Không biết nữa, thấy quá trời mẫu đẹp luôn. Kế bên nữa là một quầy bán những cây sen đá nè. Đẹp quá trời quá đất, mặc dù mình không có kinh nghiệm về trồng cũng như chăm sóc những cái này, nhưng mà mỗi khi mà mình thấy nó đó thì mình cũng rất là bị thu hút các bạn. Phải đứng lại xem ngắm nghía rờ rẫm các bạn, thấy đẹp quá. Mỗi chậu cái giá bao nhiêu họ có ghi trên bảng giá các bạn, cũng như họ in cái thông tin rất là to ở để ở ngay cái bàn trưng bày nè. Chợ phiên này có vẻ là quầy áo dài nhiều ha các bạn ha. Đó, quá trời mẫu luôn, nón lá nữa. Ồ, ở đây có guốc nữa các bạn, nhìn thấy ghét không? Có những đôi guốc gỗ. Nhìn cưng ghê không? Nón lá, rồi áo dài, áo bà ba. Bên đây thêm một quầy sen đá nữa, đẹp quá các bạn ơi. Những cái chậu rất là cưng luôn. Nhìn thích ha các bạn.
ở bên đây để mà đi kiếm những cái nơi mà bán sang đá như thế này cũng không dễ các bạn. Lâu lâu chợ phiên có một lần á, thành ra là họ đăng ký gian hàng để bán á, để mình mà ra đây tha hồ mà lựa chọn, tha hồ mà ngắm nghía. Cái nào cũng đẹp hết. Mình ước gì ở đây cái khí hậu nó giống như Việt Nam để tha hồ mà trồng những cái này các bạn, khỏi lo lắng mùa đông hay là tưới nước ít, tưới nước nhiều gì cả. Bên đây là một sạp bán đồ trang sức, nhẫn, đồ cột tóc, đồ cũng quá trời luôn. Thêm một quầy áo dài nữa các bạn. Nãy giờ đi hình như là bốn quầy áo dài phải không các bạn? Đủ thứ mẫu, tha hồ mà lựa chọn luôn. Kế bên là một quầy bánh trái, xôi, bánh mì không, bánh mì thịt nướng, bánh mì heo quay. Nhìn xôi thèm mà các bạn. Mì thịt nướng nè, còn có hai ổ à, 7 đồng một ổ. Bên đây là các loại sữa làm từ hạt đó các bạn, làm từ hạt và rau củ quả. Họ có cho uống thử nữa, bán kèm thêm những cái hộp trái cây rất là bắt mắt luôn. Bên đây là bánh kẹp, bánh flan, kem chuối. Lát mình cũng sẽ mua một miếng kem chuối này ăn nè, thèm quá. Bên đây là chả cớm. Thêm một quầy rau củ quả xinh xinh, những cái loại rau trồng vào mùa thu đông này, 2 đồng cho một chậu, 2 chậu 3 đồng. Nước mía, mấy bữa nay đọc mấy bài về uống nước mía với lại chanh với muối, muối biển với gừng sả để trị bệnh đó, thành ra thấy cũng mừng. Mình đang định mua thêm cái máy nước ép mía đó để về ép mía mà chưa có mua, thành ra hôm nay gặp mua một ly uống cho nó đã. Đây là một chợ phiên lần đầu tiên được tổ chức ở Houston đó các bạn, thành ra là mới lần đầu mở mà được bao nhiêu đa gian hàng thì cũng khá phải không các bạn. Mới mở tại cái park này, cái công viên này á, mình rất là thích nha. Công viên rất là to rộng mà vào thời điểm này khí hậu mát mẻ, thành ra đi rất là thích các bạn. Vừa đi giống như vừa tập thể dục, ngắm nghía, mua ăn hàng những cái món mình yêu thích, rồi nghe xung quanh toàn là tiếng nói Việt Nam thôi. Đó, quầy bánh này hả, mấy loại bánh ngon luôn. Vô là mình mua liền ngay một cái hộp bánh bông lan trứng muối, nhìn hấp dẫn dễ sợ các bạn. Đó. Bên đây đi tới khúc này á, trời cái bánh waffle nó thơm ơi là thơm, mình phải ngó vào để mà mình xem. Xôi rồi lựu, nước mía nè. Đó. Bây giờ mình trở ra coi có cái quầy nào nãy giờ mình chưa đi ngang không. Cái quầy này nè, bán cà phê Việt Nam.
thiệt, khí hậu hôm nay mát mẻ đi thích dễ sợ các bạn. Đi nãy giờ mà không biết mệt luôn. Đó, mọi người tới càng ngày càng đông. Người lớn, trẻ em nói chuyện tíu tích. Phía bên đây là một gian hàng đồ chơi, rồi áo len, áo lạnh. Trong các quầy bán hàng ngày hôm nay ở chợ phiên đó, mình thấy cái quầy bán cái xe truck mà bán cây ăn trái này là náo nhiệt và đông đúc nhất nè các bạn. Phía bên đây là một quầy bán trầm hương. Giống như hồi nãy mình chia sẻ đó, cái chợ phiên á, được tổ chức ở trong cái công viên này á, phải nói rất là lý tưởng các bạn. Thứ nhất là gần khu vực Bel Air nè, để cho mọi người dễ dàng có thể đến đây nè, mà tổ chức ngay cái công viên này nữa, nó đã lắm các bạn. Vào thời điểm này khí hậu mát mẻ nè, rồi phía bên khu vực hồi nãy là khu vực chợ phiên ha, rồi đi lên một chút xíu là nguyên một cái công viên rất là màu sắc dành cho trẻ em chơi nè các bạn. Thành ra khi mà hôm nay mình đi chợ phiên á, trong thời gian mình đi chợ phiên thì ông xã với dắt hai đứa nhỏ qua bên đây để mà chơi trò chơi nè. Trời ơi, trong cái công viên này á, thật sự giống như là cái công viên mà đẹp hồi đó giờ mà mình mới thấy ở Houston đó các bạn. Vừa đẹp mà có đủ loại trò chơi cho mấy em nhỏ luôn. Cái này giống như là mình đang đi vào một cái công viên bán vé nào vậy đó. Hai đứa nhỏ thích ơi là thích. Gặp cái thời tiết vào thời điểm này mát mẻ, đi không biết mệt là gì các bạn. Đủ thứ trò để các em chơi luôn. Đó, thành ra là mình hy vọng là cái chợ phiên này sẽ được tổ chức thêm nhiều lần nữa ở Houston, mà cũng tại địa điểm này thì thích biết mấy. Mình vừa đi ngắm cảnh nè, rồi ngắm đồ ăn thức uống nè, rồi ăn uống gặp gỡ bạn bè. Những đứa nhỏ nhà mình thì tha hồ chơi, tha hồ chạy nhảy ở phía bên này. Hai anh nhỏ cứ nói khi nào mình quay trở lại đây nữa vậy mẹ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Mến chúc các bạn có được một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Nếu bạn nào thích video của mình, xin hãy nhấn nút đăng ký cũng như nút like để ủng hộ cho kênh của mình nữa nha. Bye!